Chào mấy anh em quay lại với kênh Thì Anh Là Ba nha. Đấy thì hôm qua tôi đoán đội tuyển Ý là thắng Wales 2-1 thì tỷ số là 1-0. Thì hôm nay 11 giờ có trận là Hà Lan gặp Macedonia. Thì hôm nay tôi sẽ dự đoán là 3-0 nghiêng về Hà Lan, cơn lốc màu da cam. Thì là Hà Lan thì tôi dự đoán năm nay sẽ là một trong hai đội vào chung kết. Hôm nay năm nay thì Hà Lan sẽ vào chung kết anh chị nha. Đây là dự đoán thôi cho anh em xem bóng đá vui vẻ.